Kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em, con là Linh Mục An Bình xin được chào đón quý vị đến với chương trình Thánh Ca Lời Con Muốn Nói. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đã bước vào Chủ Nhật thứ hai Mùa Chay. Một cái bài phúc âm rất là hay kể lại cho chúng ta nghe việc Chúa biến hình trên núi Tabor. Và hôm nay thì trong phòng thu hình của chúng con có sự hiện diện của nhóm Emmanuel. Em chào quý anh chị. Và chào thầy. Chào chị. Vâng. Thầy khỏe không thầy? Hôm nay là con biết là thầy... khi mà cái lịch trình ra là thầy chọn cái Chúa Nhật thứ hai Mùa Chay, tại sao vậy thầy? Thưa cha, vì con thấy rằng trong Mùa Chay đó thì mình nhiều khi mình hứa với Chúa, mình hứa với cha, hứa với bạn bè rất là nhiều, nhưng mà mình hay quên. Vâng, cho nên con chọn cái Chúa Nhật thứ hai Mùa Chay này để nhắc nhở anh em chúng ta, mình hãy nghe lời Chúa và hãy nghe lời cha giảng trong cái đoạn phúc âm mà chúng ta đã nghe và chúng ta được biết là đi theo Chúa chắc chắn là chúng ta phải chọn con đường chông gai rồi, chứ không có sung sướng như chúng ta nghĩ. Vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và hôm nay thì em quay qua hai chị mặc cái màu tím rất là đẹp, nói lên cho chúng ta phải là ăn năn trở về. Thì em không biết là hai chị trong Mùa Chay này thì mình chuẩn bị tâm hồn như thế nào để mình kiểu như là ăn chay hả mình. Em mời chị Thúy trước nhé. Dạ, thưa cha thì thưa cộng đoàn, thì mùa chay là cái mùa là mọi người là sám hối, ăn năn. Thì đối với con thì con lúc nào cũng là giống như là mình phải làm sao mình tập cái tính là nhẫn nại rồi bỏ cái tôi mình đi, nói chung là khiêm tốn nữa. Và với lại chịu đựng, là con luôn luôn là con tập và phải nói là khi vào mùa chay rồi là luôn nhắc nhở mình là phải cố gắng để lắng nghe mọi người như vậy, thì con nghĩ là con sẽ tập được. Tạ ơn Chúa phải không chị? Dạ vâng. Còn chị Thư bên kia, thì rất là đạo đức. Ngày xưa là em nghe chị kể là chị hay ra cầu nguyện với Chúa lắm. Thì không biết là mùa chay năm nay thì chị sẽ nói gì với Chúa nào? Dạ thưa cha, con thì đối với con thì con đang có một cái nhiều cái tập lắm. Thì mỗi ngày thì con thay vì mùa chay là có một mùa trong năm, thì con sẽ tập là bốn mùa là mùa chay hết. Thì con đang tập như vậy để ngày nào mình cũng nhớ những gì mình đang nói, nhớ những gì mình đang làm, để những người đối phương mình hoặc là những người xung quanh mình không có bị giống như là gọi là không bị buồn vì mình nhiều. Mà lúc nào gặp mình là họ cũng phải cười ha. Dạ đúng rồi. Chị này nói Chúa là kiểu như là Chúa biến đổi chị nhiều quá. Bây giờ là anh Khải này, anh Khải thì mùa chay này có việc gì làm đặc biệt cho anh hay là cho gia đình hay là cho cộng đoàn không thưa anh? Dạ, ngoài cái việc mà con nghĩ là mình ăn chay kiêng thịt đấy thì chuyện đó nó quá dễ rồi. Còn cái chuyện khó đó là mình ăn chay kiêng thịt mà anh nói là dễ hả? Là vì con đang diet nên có chuyện đó nhỏ với con. Thì con nghĩ cái đó là tới thứ sáu là mình nhớ thôi, cái đó nó dễ. Còn cái chuyện mà Chúa dạy mà chúng ta phải hạ mình xuống mà tha thứ cho người khác rồi rất là khó. Thì con đang ráng tập rồi, tức là việc làm việc thiện nữa. Những cái đó là những cái mình phải để ý tới mùa chay là phải làm những cái thứ đó. Còn ngoài những cái chuyện mà mình ăn chay kiêng thịt thì cái chuyện đó là về thể xác nó dễ, còn về cái xúc tiến của mình bỏ ra tâm quyết tâm mình làm thì cái đó hơi khó. Con sẽ hôm nay là mọi người có YouTube là sẽ nắn nể phục anh nhiều lắm. Nhưng mà thưa quý vị thì để trở lại chương trình, bài hát đầu tiên chúng con mời quý vị nghe một bài hát rất là tâm tình của thầy Vũ Đình Ân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Hãy Nghe Lời Người. Người trong tình đây là
chúng con ca tụng muôn đời. Chúa biến đổi hình dạng, dung nhan người trôi lòi, đi phúc người trong tình. Đây là con yêu của ta. Trong tâm hồn lo sợ khi theo Ngài, đường đi bao chông gai và phải chịu bao gian nguy. Danh Thiên Chúa chiếu tỏa huy hoàng, cho con thấy vinh dự thiên đàng, để chúng con vững vàng lên đàng. Dặn của Thiên Chúa cho tất cả chúng ta là Thiên Chúa muốn chúng ta nghe lời con của Người là Chúa Giêsu Kitô. Mà nhiều khi những cái điều răn Chúa dạy những lúc mà hơi khó, phải không? Bây giờ con hỏi thầy là thầy, trong các bài phúc âm ấy, thưa thầy, thì thầy có một cái câu nào hay là cái đoạn nào mà cả thầy cảm thấy là khó, mà khó nghe quá Chúa ơi, con không chịu nổi. Thưa cha, cái câu mà chúng ta hay thường đọc hằng ngày mà chúng ta vẫn nghe thường ngày, đó là cái kinh lạy cha đó. Vâng. Trong kinh lạy cha đó, con nghĩ rằng nếu mà mình thực hiện được đúng theo cái kinh lạy cha đó, thì nước thiên đàng là đã dành cho mình rồi, và mình sống ở trên trần gian này mình sẽ cảm thấy rất rất là an bình. Con nghĩ như vậy thưa cha. Tên của con đó có thể. Vâng. anh Khải có cái chuyện dụ ngôn nào hay là cái lời Chúa mà anh cảm thấy là mình khó thực hiện trong đời sống không thưa anh? Dạ, con thấy là cái câu mà con nghĩ là khó là mình hãy tha thứ cho những người mà làm xấu với mình.
Cái đó rất là khó. Mình ưa người ta là khó mà bỏ qua, mà thương người ta là càng khó hơn nữa. Thì yêu thích kẻ thù phải không? Dạ, là cái đó là khó. Mình thấy là mình làm lành với người ta là rất là khó, mà mình còn tha thứ, mình thương người ta, cũng nghĩ là cái đó là. Mà bây giờ em nghĩ là chắc có lẽ là nếu mà người nào mà giận anh á là mời anh đi nhậu. Thì có thể là khi mà nhậu xong là kiểu như là tha thứ cho nhau dễ dàng hơn phải không? Dạ, tha đó xong về là chắc giận là tiếp. Hai chị bên này có những cái câu kinh thánh nào hay là mình có những cái lời của Chúa dạy mà mình cảm thấy là khó thực hiện không? Em mời chị Thủy. Em ơi. Con hả? Thưa cha, con mấy cái này thì con dở, là con nói không có hay. Yeah. Nhưng mà khi mà mình như chẳng hạn như con hát á, thì những cái khi mỗi lần con hát á, thì những cái tâm tình của bài hát á, thì là con tự dưng nó giống như được thức tỉnh đó cha. Dạ, là con được như vậy thôi. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Còn chị Thương nữa, chị này nói chuyện với Chúa nhiều lắm. Sau cái bài hát này, mình sẽ hỏi chị coi là chị có những cái câu Chúa dạy mà chị khó thực hiện trong đời sống của mình. Nhưng giờ đây con mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm. Hồi nãy thì chúng ta hãy nghe lời người, nhưng bây giờ thì chuyển sang một cái giai điệu khác, đó là Xin Vâng Lời Người, sáng tác nhạc của thầy Vũ Đình Ân. Mời quý vị cùng thưởng thức. Biết bao lần con sa vào tội lỗi, ham vui say cuộc sống đầy bon chen, đã không tròn lời con hứa năm xưa, cũng nhiều lần thề xuống với chính Chúa. Biết bao lần con đi tìm chân lý, nhưng quên đi lời Chúa dạy cho con, sống yêu người tựa yêu chính thân ta. Biết được vậy mà con không giữ trọn. Nay con xin thêm một lần với Chúa thôi. Dừng con tim không chân thành để cho Chúa năm nay. Con xin vâng theo lời Chúa, trọn đời con đón hứa. Trong tâm tư trong cuộc đời, xin vâng theo. Trên đời ôi bao điều gian dối, khi vinh quang thật lắm người nâng niu, lúc suy tàn nào ai ngó ngàn chi, sống một mình lẻ loi trong bóng tối, nghĩ thân mình ôi con người là thế, mau ăn năn tìm đến nguồn an vui, sống công lòng không nghĩ cao sang, hãy trở về tìm được nơi Chúa trời. Nay con xin thêm một lần với Chúa thôi. Dừng con tim không chân thành để cho Chúa năm nay. Con xin vâng theo lời Chúa, trọn đời con đón hứa. Trong tâm tư trong cuộc đời, xin vâng theo lời Ngài. Chúa ơi đừng ra tay để phán xét. Trông mong tìm đến nguồn ơn thiêng, cứu linh hồn đời con thoát cơn mê. Xin một lần con hối tội. Nay con xin thêm một lần với Chúa thôi. Dừng con tim không chân thành.
để cho Chúa năm nay. Con xin vâng theo lời Chúa, trọn đời con đón hướng trong tâm tư trong cuộc đời. Xin vâng theo lời Ngài. Vâng, một cái bài hát thật là vui. Xin vâng lời Ngài. Thầy Vũ Đình Ân ơi, con thấy thầy có tội rồi đó. Tại sao trong mùa chay đang là thinh lặng, đang mọi người đang cầu nguyện mà thầy bắt chúng con nhảy tango? Thưa cha, giống như một bài phúc âm dạy chúng ta, và con vẫn thường đi lễ và nghe cha giảng là ăn chay, nhưng mà lòng mình không cần phải mặc áo nhậm, không cần phải... mình vẫn vui tươi, mình vẫn cười nói và mình vẫn sinh hoạt bình thường, miễn sao lòng mình biến đổi và mình biết nghe theo lời Chúa thì điều đó là quý rồi, thưa cha. Cảm ơn thầy, con xin lỗi thầy nhé, con bắt lỗi thầy nhưng mà con bắt lỗi sai rồi. Anh Khải, cái bài này một rất là vui nhộn. Khi mà anh hát cái bài này thì tâm tình của anh như thế nào? Đặc biệt là trong mùa chay. Dạ con thấy nếu vậy, nếu mà ăn chay mà vui vẻ như vậy thì mình nên ăn chay hàng ngày, không phải là mùa chay không mà mình ăn ngày nào cũng ăn. Thì con nghĩ là chắc thầy Bộ Đơn làm chắc cũng có cái là trong mùa chay chúng ta vẫn vui vẻ, chúng ta vẫn nghe lời Chúa và chúng ta ăn chay khảm mình. Dạ. Xé lòng đừng xé áo. Dạ đúng. Em quay qua hai chị là hai chị hát cái bài này thì hai chị cảm nhận như thế nào, một cái đi giai điệu rất là vui mà trong cái mùa chay. Vâng, đúng, cha nói đúng. Bài này mới đầu thì thầy viết là tango, sau là thầy chuyển qua cái phần rumba. Mà phải nói là con hát cái bài con rất là thích luôn đó cha. Hay quá trời luôn á. Mà thật sự ra là khi mình hát rồi mình cảm được cái bài hát rồi mình thích luôn á. Khi mà cha biết cái bài này, khi con tập xong con đi, khi mà con đi làm, con lái xe con cứ ngần ngà cái bài này. Vậy là vừa lái xe mà vừa tango luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Vậy là hôm nay em biết chị là biết nhảy rồi. Tại vì em chỉ mốt điệu tango thôi mà chị còn biết nhảy điệu rumba nữa. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Thương thì làm sao? Chị Thương hát cái bài này cảm nhận như thế nào? Và đặc biệt là chị thỏ thẻ với Chúa điều gì trong mùa chay? Hay là cái điều gì mà chị cảm thấy là khó thực hiện trong mùa chay, thưa chị? Câu hỏi của cha, con cảm ơn câu hỏi của cha dành cho con rất là hay. Con xin tiếp lời với anh Khải là thương một người mà người ta ghét mình rất là khó, nhưng mà điều đó con nghĩ con tập được rồi đó. Thì con chỉ giận hoặc là không vui trong khoảng vài phút thôi, thì con sẽ chuyển cái cảm xúc của con qua trạng thái vui liền. Dạ. Con đang làm được điều đó rồi. Tuyệt vời quá. Bây giờ là em biết anh Khải này, chị Thương này, thì em sẽ lâu lâu em mượn tiền mà không trả thì coi làm sao. Dạ không có sao đâu cha, cũng có nhiều người như vậy nhưng mà cũng không sao luôn. Ok, quý vị nghe rồi phải không quý vị? Vâng, thì trở lại chương trình chúng con. Mời quý vị, chúng ta trong cái tâm tình xé lòng đừng xé áo, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đường Về Ăn Năn, sáng tác nhạc của Hàn Thư Sinh. Cha ơi, con nay trở về quạnh hiu mảnh đời hoang phế, xin tha lỗi lầm ngày qua, sống trong gian thà đời bao xót xa. Cha ơi, con nay trở về làm công phần hèn tôi thơ, con mong túp lều che mưa, bán cơm canh thừa tội lỗi xin chưa. Này con, bao năm kiếm tin con, bao đêm ngóng đợi chờ ngày con sống bơ vơ. Con ơi, hãy ngồi
ca đàn khắp nhà mừng con đã quay về. Đời giống tố hôm nay đấm ngực ăn năn hát kinh nguyện cầu tình cha trí nhân. Cha ơi con xin cúi đầu cầy trông tình ngài lấn tuốt năm xưa những lần đi hoang đong thêm đinh dài vào trái tim ngài. Này con bao năm kiếm tin con bao đêm ngóng đợi chờ ngài con sống bơ vơ. Con ơi hãy ngồi bên cạnh cha tiếng ca đàn đường về ăn năn, một con đường chúng ta trở về với Thiên Chúa. Và trong một chay thì Thiên Chúa và giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện, ăn chay hãm mình, làm việc bố thí để chúng ta cùng với con đường như là người con hoang đàng trở về ngôi nhà người cha đang ngóng đợi mình. Chị Thương ơi, em biết là Chúa thương chị nhiều lắm tại vì chị hay thỏ thẻ với Chúa. Thì trong mùa chay đó, mình có làm cái gì hoặc là chị có một cái tính xấu mà chị muốn bỏ đi không chị? Hay là có một vài cái điều gì mà chị muốn làm trong cái mùa chay này đặc biệt thưa chị? Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, thì đối với con thì đã là con người thì ít nhiều gì mình cũng có những cái tốt và những cái chưa tốt. Thì đối với con thì trước đó thì cách nay khoảng 1-2 năm gì đó thì mình có nhiều cái tính mà ganh ghét hay đố kỵ hay là hơn thua hay rất là nhiều những cái tính đó. Nhưng mà đối với con bây giờ nó bình thường lắm. Mình thấy giống như là mình thấy đối xử rất là công bằng như con nói trong công việc của con đi. Thì thường á, thì mình làm giỏi thì mình sẽ được rất là nhiều những cái phần thưởng từ khách hoặc là từ chủ. Thì bây giờ con đang tập. Khi mà người ta mình có phần thưởng đó là mình không có cho cái mắt mình biết và cũng không cho cái tay này mình biết luôn. Dạ thì con thấy cái điều đó. Là sao? Em nghĩ là người ta đưa cho chị là chị biết liền mà. Dạ không, khi người ta đưa cho mình cái mình nhìn người ta chứ mình không có nhìn cái điều đó. Mình nhìn người ta mình cảm ơn. Thì có lẽ là những cái điều đó mình tạo ra được cái sự rất là công bằng. Không có phải mình đối xử người này khác và đối xử người kia khác. Con tập được điều đó rồi. Dạ, dạ. Cái món quà đó chị chuyển cho em nha. Và cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Chị Thủy thì làm sao? Chị có những cái tật xấu gì? Chị chắc không có tật xấu gì phải không? Ôi, cha, là con người ai cũng có cha ơi. Con là nhiều tật xấu lắm luôn á. Bởi vì con cứ tới là con cứ phải dán tập cho mình làm sao mà để mình sống tốt hơn. Tức là cái tánh hay cằn nhằn rồi giống như cái gì mình cũng đòi hỏi người khác phải hoàn thiện. Đúng rồi. Cứ tối ngày cứ có cái tánh đó mà như vậy thì cũng làm khổ chồng con nữa. Nên là với lại mọi người xung quanh mình. Không, dạ. Chị làm như vậy cho ông chồng sắp được nên thánh.
Con cảm ơn bây giờ con qua thầy này. Thầy thì rất là hiền, phải không quý anh chị? Thầy hiền mà sáng tác nhiều, rồi lúc nào cũng đọc phúc âm, rồi sáng tác 117 bài hát các thánh tự đạo Việt Nam. Con nghĩ thầy chắc là rất là good, phải không thầy? Thầy chia sẻ. Thưa cha và cộng đoàn, thật sự cái câu nói mà nhân vô thập toàn rất đúng. Mình sống bao giờ mình cũng phải biết nhận những cái lỗi của mình, và những cái lỗi của đó mình tha thứ, và từ sự tha thứ đó là mình không có chấp nhất với bất cứ một người nào nữa. Con thì bây giờ là con thấy rằng con sống và vâng nghe theo lời Chúa, đó là điều con nghĩ là cuộc sống mình sẽ được an bình. Vâng. Lại tên con một lần nữa. Anh Khải có đi theo thầy không nhỉ? Vừa sáng tác nhạc vừa hát hay, bây giờ thầy anh có đi theo thầy không để học thì... hỏi. Con từ lúc mà thầy Vũ Nâng tới giúp nhóm thì con, thì tụi con rất là khá là có một người backup phía sau, con rất là tự tin. Đâm ra rồi đối với con trong cái mùa chay này á, có thể là mình không thể nào mà kêu là toàn diện được tất cả mọi người trong cái đoàn, hay là trong cái tụi con tới với người ta tức là phụng vụ và giúp đỡ, còn những người nào sai đó thì con cũng chả ráng tập cái tính là mình không có để ý tới. Tại vì nếu người ta sai thì người ta có tội với Chúa thôi, chứ mình cũng không có nên la mắng hay là mình dùng cái quyền là cái trưởng hay gì, mình cái đó thì con không có làm được. Con tập như thầy Vũ Nâng rất là hiền lành và tới với nhau, bởi vì tình thân là cái chủ yếu của con là muốn ơn Chúa, phải không? Dạ. Và kính thưa quý vị, thì chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho thầy có nhiều sức khỏe, tại vì thầy sáng tác rất là hay và những cái đóng góp của thầy trong Thánh Ca Việt Nam thì thật là tuyệt vời. Chúng con cảm ơn thầy rất là nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị, một cái bài hát nữa của thầy Vũ Đình Ân ngày hôm nay, chúng con mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chúa Hiện Thân. Nhiều khi trong đời sống của chúng ta thì Chúa hiện thân trong những người què quạt, những người homeless, những người say sưa, những người nghiện ngập mà chúng ta quên biết, mà chúng ta quên mất họ cũng mang hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy thì họ cũng cần chúng ta đến để giúp đỡ họ sống một ngày một hoàn thiện hơn, sống một ngày một hoàn thiện hơn. Và giờ đây mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chúa Hiện Thân, sáng tác nhạc của thầy Vũ Đình Ân. Trong người bộ hành lang thang trên đường, rồi hiện thân thành người ăn xin mang bao nghèo khó. Chúa hiện thân thành người cô đơn nằm trên vỉa hè, rồi hiện thân thành người lỡ bước Chúa hiện thân trong anh em, và con đã đi tìm, và con đã quay về con đường của Chúa, nguyện sống cho mọi người. Chúa hiện thân trong người mù loà, mang thân tật nguyền, rồi hiện thân thành người vai mang bao nhiêu cùng khốn. Chúa hiện thân thành người say sưa chỉ mong quên đời, rồi hiện thân thành người khô héo trong bao ngày dài. Con quá hững hờ và con quá ư thờ, ra Chúa hiện thân trong anh em, và con đã đi tìm, và con đã quay về con đường của Chúa, nguyện sống cho mọi người.
tiễn hưng trong người nghèo hèn không ai thương nhiều. Rồi hiện thân thân người đi hoang thân mang tội lỗi. Chúa hiện thân thân người cô liêu gây ốm thân tàn. Rồi hiện thân thân người yêu đuối con tim dại. Vâng, kính thưa quý vị, với nhạc phẩm Chúa hiện thân cho chúng ta biết là Chúa hiện diện với tất cả những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là những người ngay trong gia đình của mình, có thể là người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, người con, thì đây cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta, Thiên Chúa đang ở trong gia đình chúng ta. Với tâm tình trong mùa chay, chúng con xin kính mời quý vị dùng nhiều thời gian để cầu nguyện, ăn chay hãm mình, làm việc bố thí để chúng ta sống xứng đáng với lời mời gọi của Chúa với giáo hội. Một lần nữa, con xin được kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em có một ngày, một tuần và mãi mãi được đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa. Thank you and God bless you next time.